Xong cho bạn nằm đây nghỉ ngơi đi. Xíu nữa uống một viên giảm đau là hết nhá. Dạ. Nó vào một cái sinh vật đưa vào lòng tử cung ấy. Dạ. Thì tử cung của mình nó có cái phản ứng co bóp á. Cái này thì đặt vòng thấy nó khó khăn hơn là cái que. Vâng. Cái que chỉ được nằm trên giường kia. Dạ. Và đưa cái tay là xong. Dạ. Thế là cái này đủ các thứ loại dụng cụ, nào thì mỏ vị, nào thì thước đo lòng, nào thì bóp di, nào thì sát trùng, đủ các thể loại. Rồi cho chị một cái gạc nữa đi. Rồi cho mọi người đến đây nghỉ ngơi đi. Xíu nữa uống một viên giảm đau là hết nhá. Dạ. Nó vào một cái sinh vật đưa vào lòng tử cung ấy. Dạ. Thì tử cung của mình nó có cái phản ứng co bóp á. Dạ.